nhạc tình cha cha cha. Xuân ngất này, xuân ngất này, xuân có hương hoa. Nắng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng tràn hoa. Bầy lộc non biết xuân trên cành cành cha cha cha. Gió phất phơ rơi nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Xíu xít chim non trên cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hóng tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa bờ. Tuyệt vời trong bức tranh xuân nhà tình cha cha cha.
Bye.
cùng mình đi tham quan là khu ăn chơi ở vùng biên giới, là nơi ăn chơi xa đọa, đốt tiền của các ăn chơi mà có con phố nhỏ đèn màu. Các ông quan vẫn thường lui tới mà các thiếu gia lắm của nhiều tiền mà hay cũng cả ở khắp mọi nơi. Muốn yên kiến mà ở đây đây thì bỏ tiền lên mặt trước đi, mà chơi xong thẳng đi bằng tiền cười mà ganh đua như một cuộc thi. Ông chủ cái phố đèn màu mà tao thường nhắc là dùng bi, mình nhớ thanh toán trước khi ra về mày nếu không muốn trở thành vương đông. Nếu đã bước đến nơi đây chỉ quan tâm là đến tiền lương, mà các thiếu gia khi đến mua vui khi trên tay cầm nhiều cân lượng. Đi con xe bạn số bạc triệu nhưng cậu ấm ở vùng biên cương, không ăn to và nói lớn khi bộ nổ đang giữ chức tướng. Từng lúc đó cũng phải cân ký mà để thằng con đốt cả chục tỷ, mà toàn phần lớn phải gia chi tử mà mua chút thiền để mở bạc ti. Ăn chơi còn với chung dài mà giữ sĩ diện chơi đồ xa xỉ, mà nhìn bề ngoài ra vẻ nghi thơ mà chủ đường dây buôn bán ma túy. Lượng hết cái phố đang màu mà ta ghé thăm sông bạc bên cát, là nơi dân chơi đổi tiền sau những phi vụ phạm pháp. Sông bạc lớn đã mỗi một ngày trên nghìn người đã bước ra vô, phía bên trong đã có thi chu nắm hết cái phần tỷ số. Cái bàn nằm ở đây đây trong trời vô thể lắc cơ, hy vọng gửi lại phần vốn mà thì chuyện đổi chi trong giấc mơ. Có giấc mộng mà đi làm giàu thì mày đã quá ngây thơ, do cái tánh mày quá tham lam nên chỉ trở thành con này. Ngồi uống trà và bàn nhau chăm lo cho việc xuất khẩu, nhưng sự thật là ngồi bên kia các chi nhánh để buôn đồ lậu. Muốn bố ráp mà phá đường dây mày thì chuyện đó để còn rất đâu. Để danh tiếng mà là doanh nghiệp làm thuốc tẩy lên nền kinh tế, mà là doanh nghiệp mà rất gương mẫu, mà tạo điều kiện cho người làm thuê, làm công tác mà đứng từ thiện, mà dẫn chuyến hàng mà rất trí tệ, sắp xếp hết mà theo thứ tự, hàng được chuyển với dạng dương thể. Để giàu bị tôm hay khi đã nó giàu bột ngọt, cứ ung dung ta tải hàng đi chứ cần gì cái việc đúc lót. Vài chục chiếc xe từ thiện qua mặt quan này đều trót lọt, mà ta cho quà rồi ta nhận tiền mà chưa bao giờ gây hàng thích thót. Có tài khoản ở nước ngoài vốn và có nhiều ngân lượng, ganh đúng khủng mà nhân cuộc sống rất giản dị đây không vô đương. Quán xin hết mà trong lẫn ngoài cuộc sống như một âm tư, các đấu gần và sự thế khéo léo hơn trung nguyên chương. Có em úng mà đi tu phí, mà tại quán lớn cho đến quán nhỏ cách ăn chia mà theo phần trăm, mày phải chung chi đi khỏi nhăn nhỏ. Đến cuối tháng mày thì phải đóng đúng phân sự, mày khỏi gò mò mà đừng có ngu mà đứng kể lại. Khỏi đóng phí thì mày làm to, chính mắt tao mà đã chứng kiến mà đến bóng già đi đốt khách sạn, mất ông chủ cái quán mát xa mà rơi xuống đường từ lan can. Đứng đánh sập một quán bar chỉ một đêm cho tới sáng, mày muốn chống mà với bốn gà thì cũng tay mày tối như ta. Mà khá giả cậu cả có nhiều ngân phiếu ha, cậu cả là cậu cầu con khẩn, cậu cả cái xưa đi cầu khẩn, cậu cả lên lên cậu cần đâu, cậu cả sinh ra là thắng lớn lên trong sự giàu sang, giàu ngang ở trên vạch mức thì cái kho cứ ăn mặc thức, chứ cần gì thức đo chuyện mừng sách nè. Khoác tài sánh vài chủ cả mà không sợ ngã, vì cậu có đô la phán xanh vào trong cô ca mà ngồi sofa hô la cần tiền alo. Sao mà già cái cho vào trục sắp dù có khắp cậu cả cái chung chi, cứ tiền ra đi cậu mà tỷ thí trả phí cùng mấy em đi chung. Cậu cả không tính chi đi cậu với nhiều lời nói thị phi nè, cậu quen với cách chung chi tính phí bao xanh nói tỷ uy nè. Money, City, Barbie, Paris, Fendi, LV, Burberry,
Gucci. Người gái ở trong villa mà bỏ đô la ở trong vali. Cậu thích cái hàng xa xỉ để phung tiền tỷ để lái Bugatti. Những hành vi khi thiếu suy nghĩ phải chung bằng năm bằng tháng. Cái án của cuộc đời mày là bảy mươi làm giàu cho người khác, mà lời của đồng tiền này nó khiến cái thiện trở thành cái ác. Đừng nhìn cuộc đời một màu u tối hay nghĩ là nó màu hồng, đừng sửa sai bằng lời sám hối, cái thứ nhận lại là viên kẹo đồng. Thiện ác do tâm mà ra, đừng đặt quá nhiều quy tắc. Cuộc đời là những chuyến đi xa mà đừng để nằm trong song sắt. Phải quyết đoán cho cuộc đời mày, đừng để mọi chuyện nói quá mông lung. Đời không cho thời gian quá nhiều để mày nhận ra đâu là sai đúng. Hảo hán làm gì đó chính là khi mà thắng không kêu mà thua không oán. Đừng mang những lời thị phi vì lòng người thường hay đa đoán. Nó luôn tìm cách để chia mày xuống khi thấy mày có chút đỉnh thành công. Mày đừng có làm theo ý nó muốn, mày hạn những ngân bận lòng nghe chán đời không.
sầu ước buồn. Vòng tay ôm em thật gần nhưng quá xa, vì em nay đâu có muốn bên cạnh tôi. We'll be right back.
bao suy tư. Trời cao trăng khuyết ta ngóng trông hao mòn. Mình ta mang tình si biến bao điều với hận cùng đan xen nhau. Hồi ức xưa đến khi nào ngừng lại đây. Đời điên điều sâu bao lâu bắt mãi đầu vì bao suy tư. Chờ tiếp bao xuân thu tháng năm quay lại. Bàn tay ai cầm chặt tay ta, đôi mắt nào vừa ở tình ta. Bận đêm khuya đã trôi lâu hơn nhờ.
dáng lấp lánh
sẽ mãi mất đi. Cố với lấy em sao xa xăm và quên ánh mắt em mong. Đến lúc bóng đêm cùng mình rồi đêm yêu thương trong dấu đi. Mất đi em để anh hiểu rằng yêu em hơn chiều sau. Bao giờ thì anh mới biết em sao chỉ yêu mỗi bóng đêm. Bao giờ thì anh mới biết rằng em luôn phía sau anh. Quay lại nhìn em để thấy em quan trọng hơn bất cứ ai. Quay lại đau khổ mắt em và nói yêu em. Phía sau anh quay lại nhìn em để thấy em quan trọng hơn bất cứ ai. Quay lại đau khổ mắt em và nói yêu em. Khi muốn lòng quên hết đi một tình yêu ta đã từng.